Cậu mang cái gì vào lớp đây? Như bé cha mi bị gắt tông này, nó phải tao bán mô cặp. Cậu tưởng cái lớp học này là cái bãi rác à? Mà cậu thích mang gì thì mang. Để ở ngoài, sao lại đi vào lớp rồi? Ui, để ngoài đi mất thì sao? Tớ không cần biết. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai giỏi được dường như ta. Xưa kia ngươi giỏi nhất trần, ngày nay cún BD mới là người giỏi hơn. Chắc là mình mua phải gương đểu đấy mà. Ném gương. Bây giờ mình phải đi nhặt vé chai để mình bán tiền mua cặp ý. Ui ui ui, cái cọ này còn đẹp thế này mà ai vẫn đi nhở? Ý thế. Cái cọ đẹp bên này mình mang về mình sử dụng để vé. Để thì vé chai thôi, tự nhiên được cái cọ ấy. Thì đẹp đấy. Ui ui, bìa cắt tông. Mình nhặt cái này, mình vừa bảo vệ nhận môi trường, mình còn vừa có tiền để mua cặp. Ý, này có giá phê đây. Một cái chai, để đây. Một cái chai nhựa nữa. Chai to đấy, chắc nặng lắm. Ôi, để cái lên này. Hai ba cái. Hai cuốn. Sắp muộn học rồi đấy, cậu còn đi nhặt ve chai với đi nhặt chai lọ làm gì? Tí nữa cậu lại đi học muộn, tớ ghi vào sổ, đừng có trách tớ khó tính nhá. Tớ tiện đường đi học, tớ nhặt này kiếm thêm tiền mua cặp. Đây này, sách tớ còn rách hết này, không cặp để đựng cái này. Nhà tớ nhiều lắm. Cái quyển sách rách nát thế rồi vẫn còn cầm đi. Thôi tớ đi học đây. Tớ đi học trước đi nhá, tớ đang tiện đường lớn, nhà tớ dần đi đến trường. Hà, mình không thể sống yên ở mấy con chuột này được. Rách hết cả sách với mua cặp này. Ôi, hôm nay nhặt ít quá, không đủ tiền mua cặp rồi. Ơ, Cún à? Ừ, Tùng à, mới mua cái nồi cơm điện. Ui, nồi cơm điện á? Ý, nhà mình đang không có nồi cơm điện. Thế là tớ cho cậu cái hộp này. Ồ, thế tất cả con cậu nhá. Ý là được. Đi học thôi, khi nào về thì đi nhặt tiếp, đi. Đi. Tớ chào lớp trưởng nhá. Tớ chào lớp trưởng nhá. Cún, đi học muộn. Tớ sẽ ghi cậu vào sổ. Sao mà Tùng Điên này được vào mà tớ lại ghi ở cậu? Vì tớ là lớp trưởng mà. Tớ có quyền, với cả là cậu đi chậm 1 giây rồi. Thôi, có 1 giây mà. Cậu cho bạn ấy vào lớp đi. Không được, tớ không thích. Tớ là phải thực hiện đúng nội quy. Bạn ấy đi học muộn. Thôi đi học muộn, thôi đi vào lớp đi. Đứng lại. Ra tớ xem nào. Cậu mang cái gì vào lớp đây? Như bé cha mi bị gắt tông này, nó phải tớ bán mô cặp. Cậu tưởng cái lớp học này là cái bãi rác à? Mà cậu thích mang gì thì mang. Để ở ngoài, sao lại đi vào lớp rồi? Ui, để ngoài đi mất thì sao? Tớ không cần biết. Đi mang mấy cái đồ hôi thối này vào lớp là không được. Thôi, cậu cho bán đồ cầm vào lớp đi. Mất công bán cờ nhặt cả buổi rồi. Không được. Nhưng mà cậu cầm vào đi, để ngoài sợ mất lắm. Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ cho cậu cầm vào. Nhưng mà tớ sẽ ghi cậu cái tội mang quà vật vào lớp. Đã đừng miếng nào đâu. Thế ai cậu có vào lớp không? Được. Tại mình là toàn bị cất tông mà. Mà cậu cất vào lâu xong là đi rửa tay đi nhá. Hằng ơi, cậu chỉ bài hôm nay cô giáo giảng nhanh quá, cậu chỉ bài cho tớ nhá. Ai bảo cậu cứ ngồi nói chuyện. Kệ cậu ấy. Tớ mà phải chỉ cho ai. Này Tùng ơi, cậu không biết chỗ nào thì bảo tớ chỉ cho. Ai này, cái phép tính này phải làm kiểu gì hả cậu? À, cái này á, cái này phải làm nhân chia trước, cộng trừ sau. Cậu cứ làm trong ngoặc trước đi. Đấy, đặt chỉ bài nữa. Thôi, mình đi về, thời gian đầu mà ngồi chỉ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Cheno nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Cheno để kết bạn với chị Hằng nha.